Dạ. Nó đang ăn cua nhỏ hả? Ừ, còn có cái càng không á? Ở trên đó cái sạp đó thấy không? Ừ. Ba con bắt được có con này. Con thấy nó sảy. Nó gấp cá rồi nó không có vô lưới. Đem lên đây ai? Ê, sao cha nó về mà cha chưa về ta? Cha mày nhậu mà. Ai nói? Đón. Rồi. Bây giờ không tin là lên mạng coi đi biết liền à. Hỏi chị Google đi, ba mày đang nhậu à. Làm gì cái nón mày máu không vậy? Máu là mà máu dính cái gì? Máu. Châu bò. Châu bò phải chửi gì? Khen cho khen mà mày như châu bò là khen mình sức khỏe mạnh khỏe như châu bò đúng không? Nè, cầm đi con bắt cá lên câu cua. Câu ăn mới sợ. Ừ, chắc ăn á tại vì cá dính lưới nó ăn mà. Rồi giờ sao vô? Cầm đi. Cầm thử đi. Chụp tấm hình đây. Vậy chạy. Hai ba.